Hello, xin chào bạn. Đây là một cái video thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau học làm YouTube kiếm tiền nhé. Bây giờ Lộc sẽ hướng dẫn các bạn tạo một kênh YouTube, tạo ra một cái Gmail cho các bạn nha. Thì cái Gmail này sẽ có luôn, sau này các bạn sẽ có luôn cả blog nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Ở đây Lộc sẽ mở trình duyệt lên. Các bạn có thể thao tác cái này bằng trên điện thoại của các bạn. Các bạn có thể xem các anh em khác họ hướng dẫn bằng điện thoại. Thì đây mình sẽ mở trình duyệt lên nhé. Thì mình sẽ, đây là một cái trình duyệt mới. Khi mình kích vào cái phần thêm account đây này, mình đã có account rồi, mình đã có tài khoản rồi, mình muốn thêm thì mình kích thêm chữ add này, mình sẽ thêm cái account. Thì bây giờ mình sẽ kích vào chữ sign in, tức là đăng nhập, nhưng mà cái chữ sign in này sẽ không đăng nhập được bởi vì là mình sẽ tạo tài khoản đấy. Thì bây giờ mình sẽ khai cái họ tên của mình và khai cái ấy của mình. Đầu đó các bạn biết là đây là cái này nó là cái Gmail thôi, thì các bạn có thể làm tạo hàng bao nhiêu cái cũng được, trùng tên các bạn cũng được, cũng không sao cả. Đấy, mỗi cái Gmail nó đều có một cái tính chất riêng của nó. Thì các bạn có thể, đây mình sẽ tạo một cái điện máy đi, mình sẽ tạo một cái Gmail cho công ty điện máy của mình. Thì mình sẽ tạo điện máy này, giá tốt. Đấy, mình sẽ tạo điện máy, tên người dùng sẽ là điện máy giá tốt. Điện máy giá tốt. Đấy, Xuân Lộc vào đây. Đấy, mình sẽ ghi như vậy, điện máy giá tốt Xuân Lộc nhá, a@gmail.com. Thì mình sẽ lấy một cái mật khẩu, và sau đó thì mật khẩu các bạn cứ đặt tùy ý thôi, bạn thích thì các bạn là 1-8 cũng được, nên là có cả chữ cả số thì nó sẽ dễ hơn các bạn nha. Yêu cầu là mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên. Ok, 8 ký tự. Ok, đã xong. Vậy là mình đã ấy, và mình sẽ thêm một cái số điện thoại vào. Đấy, mình thêm một số điện thoại vào. Ok. Rồi, bây giờ sẽ vào nhập mã xác minh. Rồi, họ đã gửi cho ta một cái mã xác minh đây các bạn nhé. Đây, các bạn vào đây sẽ có mã xác minh này. Mã xác minh này là 066861. Ok, xác minh. Rồi, bây giờ thì địa chỉ email khôi phục, thì mình sẽ lấy một cái địa chỉ email khôi phục đi. Cái địa chỉ email này mình đã dùng khôi phục cho tất cả các Gmail mình có. Các bạn thấy ấy thì các bạn có thể tua nhanh video để mà xem nhé. Mình sẽ chọn ngày sinh nữa. Ngày sinh mình sẽ chọn ngày hôm nay đi, ngày 29 tháng 8 đi. Đấy, mình sẽ chọn như vậy đi. Mình sẽ chọn lùi về là 15 năm trước. 15 năm trước thì năm 2021 trừ đi 15 năm thì là năm 2005 đi, 2005. Rồi giới tính nam nha. Và mình sẽ bên tiếp theo. Ok. Ở đây là họ sẽ sử dụng số của bạn theo nhiều cách khác, thì là để làm bảo mật đấy. Bảo mật, tăng cường tính bảo mật thôi. Cuộc gọi vào email tin nhắn thì nó đã mặc định cho các bạn rồi. Thì các bạn cứ thích đồng ý đi nha. Chúng ta đang chơi cuộc chơi với nó mà. Đấy. Rồi, bây giờ nó yêu cầu ta bật đồng bộ hóa. Đấy, bật đồng bộ hóa thì ta cũng sẽ có những bật đồng bộ hóa nhá. Ta sẽ chọn yes thành bật đồng bộ hóa. Và bây giờ ta sẽ chọn một cái màu nền. Mình rất thích những cái màu đây. Chọn cái màu này đi cho nó vừa sáng mà nó vừa hay. Mà sáng quá nó bị chói mắt. Nó có cái phần là ô bên dưới này. Thế nha, các bạn kích vào phần ô bên phải bên dưới này, kích vào đây này. Rồi ta chọn lại nhá. Đây chúng ta có thể chọn những cái ảnh mà nó có cho sẵn ở đây. Đó. Rồi. Đấy, các bạn có thể chọn cái ảnh như thế này, đúng không? Như vậy mình đỡ mất thời gian. Bây giờ là chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn làm YouTube. Các bạn có tôi giúp tôi, nhưng mà trước khi vào YouTube các bạn vào cho mình cây Gmail đã. Đấy, gmail.com. Hoặc các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào đây, Gmail. Trước khi vào YouTube nha, các bạn làm từng bước của mình để tăng cái độ uy tín và con người thật của các bạn. Đây, vào đây thì họ sẽ yêu cầu, bạn nhìn thấy là vào đây nó sẽ có luôn một cái Gmail là nhóm phụ trách này, yêu cầu bạn hoàn tất quá trình thiết lập. Đấy, thì bạn phải hoàn tất cái này để cái nick Gmail của các bạn nó sẽ được chất. Bây giờ bạn sẽ làm thử từng cái một. Đây, khai thác tài khoản các bạn. Vâng, cập nhật này. Bạn đã đăng ký nhá, xong thử này. Ok.
Tiếp theo là các bạn dùng cho Android ấy là cài cái ứng dụng này thì các bạn nên dùng cái điện thoại để đăng nhập cái này, mua cái điện thoại mới vài triệu, các bạn đăng nhập cái Gmail này để làm cái YouTube nó sẽ chất hơn. Đấy, thì sắp tới mình sẽ mua, hoặc là các bạn mua một cái máy tính riêng đấy, hoặc cái iPad gì đó. Rồi cái xác nhận này đấy, xác nhận là phù hợp lại. Ok, đây thì chúng ta sẽ sang cái phần này, nó sẽ có phần xin chào điện máy Zalo nhé. Các bạn kích vào cho mình phần bảo mật nhé, bạn kích vào phần bảo mật này, các bạn dùng xác minh hai bước nhỉ nhé. Đây nha, mình sẽ quay lại cho bạn tài khoản này. Đây các bạn về phần tài khoản này nhá, rồi các bạn kích vào phần bảo mật này, các bạn nhớ này, các bạn có phần bảo mật, các bạn kích cho mình sử dụng đăng nhập hai nước nhá, các bạn thiết lập này. Nếu như các bạn đã sử dụng một cái điện thoại để đăng nhập cái máy này, đăng nhập cái nick này, các bạn đã mua cái điện thoại riêng đăng nhập cái tài khoản này thì các bạn có thể dùng là sử dụng điện thoại để đăng nhập đấy, còn không thì các bạn xác minh hai bước bằng bật ở đây này, các bạn bắt đầu này. Đấy, bây giờ các bạn nhập lại mật khẩu mà lúc nãy các bạn đã nhập đấy nhá, nhập lại mật khẩu đã nhập này. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đợi nó bật một cái lên. Bây giờ chúng ta sẽ nhận một cái tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Chúng ta sẽ dùng tin nhắn văn bản để cho dễ, để nó thông báo cho chúng ta một cái code khác để bật 32 nước, không thể nào hack được cái ấy này các bạn ạ. Đấy, rồi ok, ta sẽ có 588 674, cái này chỉ dùng một lần thôi. Ok, ta kích tiếp theo. Ok, bật. Ok, vậy là tài khoản của các bạn sẽ cực kỳ chớt luôn. Đấy, đây có một số các mã dự phòng các bạn có thể tải về. Nếu như đôi khi các bạn không có số điện thoại, các bạn có thể tải cái mã dự phòng này về nhá. Mình không cần. Đấy, hoặc là các bạn sử dụng cái ứng dụng này, sử dụng cái Authenticator của Google nhá. Đấy, hoặc các bạn thêm cái điện thoại dự phòng khác tùy các bạn. Đấy. Thì đó là một cái tài khoản chớt. Và bây giờ tiếp theo các bạn cho mình một cái ảnh lên đây. Ok nhé, các bạn cho mình một cái ảnh lên đây. Đấy, cho mình cái ảnh lên đây. Thì mình cứ lấy tạm cái ảnh đi, sau này chúng ta sẽ sử dụng một cái ảnh khác sau, đúng không nhỉ? Chúng ta cứ lấy tạm một cái ảnh nào đó để chúng ta có một cái điện thoại xuân hợp đây. Mình sẽ lấy tạm một cái ảnh nào đó để rồi sau đó mình sẽ tính sau nhá. Đây, mình cứ lấy này đi. Đây, mình sẽ lấy cái ảnh này. Rồi, đây các bạn thấy chưa? Đây. Đấy. Nha. Lưu. Ok. Ok, đời đã hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái tài khoản. Ok, tạm thời là ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm, các bạn làm cho mình một cái việc. Dùng cái tài khoản Gmail này. Nha, các bạn đi tương tác vào đâu đó. Ví dụ bây giờ các bạn sẽ đi vào một cái trang nào đó để nhận những cái quảng cáo của họ. Bây giờ ta sẽ đi vào Lazada đi, hoặc đi vào Shopee gì đó. Ta sẽ vào Lazada đi. Đấy, sau đó ta sẽ tạo một cái tài khoản Lazada để nhận những cái nhắn tin hàng ngày. Hoặc là các bạn có thể, các bạn tạo cái link Lazada này, hoặc là các bạn có thể rất đơn giản thôi, các bạn nhắn tin, các bạn soạn một cái Gmail. Bây giờ mình sẽ vào một cái Gmail của mình. Bây giờ mình sẽ vào Gmail này. Mình sẽ soạn tin. Đây này, họ đã báo là xác minh hai bước xong, các bạn xóa đi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ soạn cái Gmail, soạn thư này, ta sẽ gửi đến tên Văn Học đi. Mình được gửi đến một cái mail của mình. À không. gmail.com này. Đấy, chủ đề là xác minh này. Tăng độ trước cơ, tăng độ trước email, xin trả lời giúp, xin trả lời giúp cái gì đó đấy. Ok chưa? Đấy thì các bạn gửi đi. Ok đấy, thì sau đó là cái tài khoản kia các bạn sẽ nhận được cái Gmail, sau đó các bạn gửi lại. Đấy, vậy là cái email các bạn đã bắt đầu hoạt động thì nó sẽ rất là dễ. Đấy. Đây các bạn có thể xem cái nick kia nó đã nhận được Gmail của các bạn chưa. Nếu mà nhận được thì có nghĩa là Gmail đã hoạt động. Đây, đấy, điện máy rất tốt này. Đấy. Ok chưa nhá. Bây giờ các bạn đã có thương hiệu của các bạn rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo YouTube nhá, tạo kênh YouTube này. Tạo một kênh YouTube, ta sẽ vào YouTube, chúng ta sẽ kích vào sign in đăng nhập. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ được đăng nhập luôn, nó sẽ nhận luôn cái này, nhìn chưa?
coi như bây giờ các bạn đã đăng nhập vào YouTube, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy cái, bây giờ các bạn kích vào cái ô ảnh của bạn đây, thì các bạn kích vào cái phần tạo kênh, vì gọi là đăng nhập được thôi chứ chưa có kênh, thì vẫn là tên điện máy giá tốt hay là tên gì thì mình sẽ chọn nó có một cái tên nó thật là có SEO ở đây. Đấy, điện máy giá tốt Hải Phòng, Xuân Lộc Hải Phòng, điện máy giá tốt Hải Phòng, Xuân Lộc. Đấy. Ừ. Điện máy giá tốt Hải Phòng Xuân Lộc, thì cái cụm từ điện máy giá tốt này nó chính là chủ có SEO, và cái Hải Phòng chính là SEO địa điểm đó, và Xuân Lộc chính là thương hiệu. Thì bây giờ thì thực ra cái công ty của mình ấy, thì mình sẽ đặt một cái tên khác, nhưng mình muốn các bạn nhớ đến mình là người đại diện cho công ty của mình, cho nên là mình sẽ đặt cái từ Xuân Lộc để làm bán thương hiệu cá nhân. Thế còn điện máy giá tốt thì nó chính là cái tên để chốt từ khóa SEO đây. Sau này các bạn sẽ có điều hòa giá tốt này, hay là bình nóng nước này, là máy nóng lạnh giá tốt, tất cả đều có giá tốt đây, thì nó vẫn theo cái điện máy giá tốt này nó được lên, thì các bạn sẽ tạo đây. Đấy, các bạn nhớ là từ khóa chính và từ khóa ngách, đấy, từ khóa rộng và từ khóa hẹp, đấy, từ khóa phụ. Các bạn nhớ này, bây giờ kênh của bạn đã hoàn toàn được hoạt động đúng không ạ? Các bạn lại sẽ tải ảnh lên đây, kích vào tải ảnh, đấy, chúng ta sẽ kích tiếp tục, rồi đấy kích tiếp tục nhé, đã có giao diện tối, ok, nộp nhận giao diện tối. Các bạn có thể kích vào đây này, chọn giao giao diện tối ở đây nhé. Đấy, giao diện đấy, còn giao diện tối các sáng, ok, các bạn nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chọn sang phần xem kênh. À, đây là kênh nhá, bây giờ chúng ta sẽ tải ảnh lên thì xem cái kênh nó thay đổi như nào. Bây giờ nó vẫn sẽ tải cái ảnh này, rồi đây đây ok nhá, vẫn là cái ảnh này, Xuân Lộc mua bán ở dẫn điều hòa nha, ok này. Sau đó mình sẽ tải lên một cái hình ảnh biểu ngữ, biểu ngữ nó là cái hình ảnh à, đấy ok, không đẹp, hủy ảnh này, không đẹp. Biểu ngữ nó chính là cái ảnh ảnh này, ảnh bên trên là cái điện máy giá tốt này, đây là nó phần đỏ đỏ này, các bạn nhìn này, mình sẽ chọn cái biểu ngữ là thật là perfect một chút, chẳng nhẽ lại lấy cái ảnh này lại không được, ảnh này không được. Bây giờ này các bạn cứ làm bừa đi, sau đó các bạn sẽ vào cho mình phần mềm, vào cho mình nha. Bây giờ các bạn làm bừa đi, các bạn vào cho mình Canva, bây giờ không có ảnh thì các bạn sẽ vào cho mình Canva, các bạn kích Canva nhá. Bây giờ các bạn sẽ kích đăng ký, bạn đăng ký bằng Google, điện máy giá tốt Xuân Lộc, tiếp tục với giá tốt, ok, nó nhận luôn. Bây giờ các bạn sẽ viết ghi là tổ chức công ty doanh nghiệp lớn đi cho nó máu, ok, ví dụ điện máy giá tốt đấy, logo giá tốt Hải Phòng ấy, giá tốt Xuân Lộc dễ, các bạn vì Lộc là người Hải Phòng nhưng mà Lộc sẽ bán hàng toàn quốc tế, toàn thế giới. Tiếp tục đấy, sau đó các bạn sẽ có một cái phần là nó yêu cầu bạn dùng thử, phần yêu cầu nhưng mà các bạn kích vào để sau, không dùng thử gì cả đấy. Thì các bạn sẽ kích là im nhập email thành viên này. Bây giờ Lộc sẽ nhập các email khác của Lộc để cho mình không, đôi khi mình không sử dụng cái Gmail này để hoạt động thì mình vẫn có một cái Gmail khác để hoạt động. Ok. Bây giờ nha. Ok, đây là hai email gửi thư mời. Ok. Có vẻ thú vị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái nó gọi là ảnh thumbnail của YouTube. Bây giờ tao thoát này ra, bạn thuyết trình cái gì mình không, mình quay về trang chủ đã, mình click vào đây mạng xã hội video văn phòng thêm nha, chúng ta sẽ tìm cái đây, các bạn cứ tìm đây này, chúng thấy đúng nhỉ, các bạn sẽ tìm YouTube, các bạn sẽ chọn là YouTube hình thu nhỏ quảng cáo trang trí kênh YouTube, ok, click vào đó đấy. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta cần phải làm đây. Bây giờ Lộc sẽ làm một cái người ta gọi là ảnh cho kênh đúng không? Thì mình sẽ chọn một cái gì đó nó cũng liên quan điều hòa tí nhỉ. Giúp đỡ các bạn cắt ghép luôn. Đấy, trang trí kênh YouTube, làm chất kênh YouTube. Đấy, nó phải đẳng cấp như vậy. Các bạn hiểu chưa? Đây là khi các bạn đã có một kênh YouTube rồi thì các bạn phải làm cho nó thật là đẳng cấp vào đây. Bây giờ mình sẽ chọn một cái nào đó nó phù hợp với cái ngành của mình để mình cắt ghép. Mình sẽ lấy cái code của thằng này, mình sẽ lấy cái code đường này, mình thấy cái code này rất hay. Đấy.
Đấy. Bây giờ mình sẽ xóa cái ảnh của nó đi và mình sẽ tải lên một cái ảnh của mình, tải nội dung lên. Đấy, mình sẽ tải cái ảnh của mình lên. Đây mình sẽ tải một cái ảnh ở cái máy tính này, nó ít ảnh quá nhỉ. Thôi rồi mình sẽ tải cái ảnh này lên. Ok, đợi nó. Rồi mình kích vào đây và mình sẽ, bây giờ cái này nó đang bị ấy, mình bôi đen này, các bạn căn chuẩn x nha, nó mất đi. Đấy. Rồi các bạn phóng to cái này ra nó vừa này. Đấy. Rồi các bạn căn chuẩn V vào đây. Rồi. Góc công nghệ của Tuấn, bây giờ các bạn thay đổi đi. Thay đổi góc công nghệ của Tuấn đi. Điện máy giá tốt. Nó bị lỗi phông chữ nhỉ. Điện máy này, giá tốt đi. Mình sẽ sửa cái phông chữ ở đây nhá, các bạn này. Phông chữ này. Sửa chọn. Ôi, quá đẹp. Từ từ. Ok. Còn thấy ok chưa? Ok nha, thu nhỏ là được đấy, cộng trừ thu nhỏ là được đấy. Nhà phân phối thiết bị điện máy gia dụng rẻ nhất chất nhất. Rồi ok, mình sẽ kéo giãn làm tí, kéo giãn hai bên nè. Rồi không sao cả. Ok, vậy là mình đã có một cái ảnh rất là tuyệt vời cho kênh của mình. Bây giờ mình sẽ, nó hướng dẫn mình, nó là hướng dẫn mình. Ok, đồng ý hết đi. Bây giờ mình sẽ tải xuống các bạn. Chia sẻ này, tải xuống này. Các bạn kích là đề xuất PNG nhé. Cần ảnh cần chất lượng cao nhé các bạn nhé. Ảnh chất lượng cao thì mới làm được ảnh YouTube trang trí kênh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tải xuống và có dẫn dấu chìm. Cái ảnh dấu chìm ấy mình đã xóa đi rồi mà, nên là nó không sợ. Ok, bây giờ các bạn xem open. Open. Đấy, đẹp chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó lên YouTube. Đây. Thay đổi gì? Các bạn kích vào thay đổi nhá. Thay đổi này, thay đổi cái phần ảnh ta, ảnh kênh này. Bây giờ các bạn sẽ kích download này, thì nó sẽ về phần download đấy. Ok, open lên. Các bạn kích hủy đi các. Để cho nó chuẩn SEO thì bạn đổi SEO cho cái này đi. Đổi SEO này đi. Đấy. Đấy. Để cho nó chuẩn SEO các bạn. Đấy. Một cái gì đó cũng phải chuẩn SEO hết. Các bạn chưa làm chuẩn SEO thì bạn phải làm chuẩn SEO. Ok. Bây giờ thì ta đã có rồi, đúng không? Bây giờ nó sẽ có rồi, đây mình sẽ thu nhỏ lại một tí để cho nó com nó đẹp hơn một chút thôi. Ok, ta kết quả xong nhá. Bây giờ mình sẽ tải lên một cái ấy nữa, tải lên một cái logo chìm làm thương hiệu để đăng ký đã. Đây, ok, logo chìm lọc điều hòa. Ok, xong nha, quá đẹp luôn. Ta sẽ kích này xuất bản nhá, kích xuất bản. Các bạn có thể kích luôn vào xuất bản xong các bạn kích xem kênh. Đấy, xem kênh họ, bạn quay sang cái phần mình vừa đã kích ở đây rồi, mình sẽ ấn F5 để xem kênh. Ok chưa? Đấy, đẹp chưa? Bây giờ thì coi như thế này thì đã là khá là ok rồi. Thế sau này các bạn có thể đồ họa cái ảnh nó đẹp hơn, ví dụ các bạn chụp ảnh hay các thứ. Up lên kênh này thôi, thì sau đó mình sẽ dạy các bạn SEO video và sẽ dạy các bạn làm video nha. Thì phần tạo một cái Gmail, một cái kênh YouTube như thế này là ok. Các bạn có thể kích vào chuột phải này, các bạn pin to start bar này thì nó sẽ new ở đây. Nó sẽ có một cái phần đăng nhập vào đây. Khi các bạn kích vào đây là nó sẽ vào cái Gmail này luôn. Nó sẽ không vào một cái khác. Để bởi vì chúng ta đang dùng 3 Gmail. Đó, thì nó là như vậy. Ok nha, các bạn nhìn này. Nó đang dùng 3 Gmail. Một kênh. Đó, thì cái kênh YouTube này hoàn toàn các bạn có thể kiếm tiền với AdSense được. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền AdSense. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây này, vào YouTube này. Chúng ta có thể kích vào cái dấu sao này. Ta add bookmark này. Add bookmark nhé. Xong ta kích đăng. Bây giờ chúng ta đã đánh dấu sao rồi nhưng mà nó chưa hiện cái phần bookmark ở đây. Chúng ta thao tác truy cập cho dễ đấy. Chúng ta sẽ chọn cái phần setting, ta vào phần setting. Ok. Đây các bạn làm setting xong nhá thì các bạn sẽ thấy này. Đây nó có phần là đây, import bookmark ở setting này. Đấy, còn kích import này. Kích import này, còn kích đây nhá, show bookmark 3 này. Đăng này. Ok, thì cái YouTube đã hiện ở đây rồi nhé.
thì các bạn sẽ vào, các bạn sẽ lấy các ấy ở đây, ví dụ như thấy phần studio này, các bạn sẽ đánh dấu ở đây đấy, album mark, để sau này chúng ta muốn vào quản lý kênh ta kích một phát vào đây là nó sẽ vào quản lý cái kênh luôn, chứ không phải nhiều thao tác, nó chỉ cần một thao tác thôi. Đó, đây nội dung danh sách video này rồi, ok mình sẽ tiếp tục. Đó, ví dụ mình sẽ chọn Canva đúng không, Canva là mình sẽ phải sử dụng nhiều để thiết kế nhiều thứ đúng không, thiết kế nhiều thứ đấy, thì chúng ta sẽ kích Avomat rồi sẽ có Canva đấy. Rồi các bạn cần cái gì, các bạn có thể thêm Facebook các bạn vào đây hoặc Zalo các bạn vào đây đấy, để chúng ta ấy. Nhưng mà đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm YouTube nó đơn giản như vậy thôi. Thì đây là các bạn đã xong khi các bạn có cái kênh rồi và có cái kênh hoàn chỉnh, một cái kênh uy tín, thì việc các bạn là đăng nhập cái YouTube này, cái kênh này vào một cái điện thoại hay một cái gì đó để cho trẻ con nó xem video suốt ngày, hoặc đang là TV các bạn để xem video này, tức là mang cái kênh này để đi xem video của các kênh khác để tăng cái độ chớp và độ tương tác lên. Và khi xem thì các bạn kích này, có thể các bạn kích đăng ký hoặc là không thì các bạn hủy đi, cái nào nó liên quan lĩnh vực ngành nghề các bạn thì các bạn kích vào đăng ký hoặc không các bạn hủy đi. Và sau đó các bạn sẽ làm một việc cho mình, đó là khi xem một cái video nào đó khoảng tầm 30 giây đến 1 phút thì các bạn bắt đầu comment cho mình, nhưng đừng comment nhiều quá, một ngày chỉ comment 1-2 cái video thôi. Đấy, thì để cho cái kênh của bạn nó có tương tác, nó chớt. Đấy, và càng xem nhiều càng tốt. Đấy, càng đi xem nhiều của người khác càng tốt thì nó thể hiện là bạn là một con người thật. Đấy. Bạn cũng phải cần giải trí này kia. Và những cái lưu ý và những cái khác thì chúng ta sẽ học trong các video khác. Ta sẽ học trên kênh YouTube, ta sẽ học được rất nhiều kiến thức để làm video SEO cũng như sửa chữa cũng như là làm cho một kênh YouTube nó được phổ biến, được có hàng triệu view. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.